Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Audio Hải Ngoại. Và đến với chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề Muốn đổi gió với chồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sau khi chia tay mối tình đầu xong, thì tôi cũng không còn mặn mà với chuyện yêu đương nữa. Tôi yêu công việc, yêu cuộc sống hiện tại hơn là đi tìm hiểu một ai đó. Vì thấy tôi lâu chưa có người yêu nên mọi người cũng mai mối cho tôi vài đám. Tôi cũng ậm ừ đi xem, nhưng rồi lại cắt đứt liên lạc vì tôi thấy không hợp. Và người chồng hiện tại của tôi cũng quen trong một dịp mai mối. Hôm đó tôi đến chỗ hẹn sớm vì ngày nghỉ, cũng không biết làm gì. Đúng giờ thì anh đến. Tự nhiên gặp anh, tôi thấy có cái gì đó rất thân thiện, dễ mến. Thành ra chúng tôi hẹn gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã quyết định kết hôn với nhau. Nhưng hồi đó hai đứa nói chuyện hợp nhau thật, tình cảm khăng khít thật, nên mới dám nghĩ tới chuyện trọng đại. Lượng là tên chồng của tôi. Anh đứng tuổi, do đó anh khá chín chắn và cũng chiều vợ. Đặc biệt anh còn hay đưa ra cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống. Ấy thế nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân lại nhạt hơn tôi tưởng. Chỉ được một thời gian đầu khá vui vẻ, càng về sau thì không khí trong nhà chẳng khác nào căn phòng trống. Trong khi những đôi khác có cãi vã, có giận hờn, nhưng cũng nhiều ngọt ngào và hạnh phúc. Còn vợ chồng tôi thì cứ bình bình. Nhiều khi tôi thử nổi điên lên, quát chồng. Nhưng Lượng đúng kiểu chẳng thèm chấp trẻ con. Anh cứ để đấy cho tôi nói chán thì thôi, rồi chốt lại bằng một câu giờ khóc giờ cười. Em nói nhiều thế chắc là khát nước rồi, em uống nước đi. Nói xong anh bỏ vào phòng nằm chơi điện thoại, bỏ mặc tôi ngồi ôm một mớ tức giận ở trong lòng. Anh cũng ít chia sẻ với tôi về những công việc, các mối quan hệ xung quanh. Và càng ngày hai chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau. Mỗi lần đi làm về, tôi rất muốn kể cho chồng nghe chuyện công ty, chuyện này chuyện kia. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của chồng, tôi không còn hứng thú để kể nữa. Tôi có hỏi Lượng, thì anh chỉ gạt đi, bảo tôi biết cái gì mà hỏi. Mấy cái chuyện đó anh không quan tâm. Rồi khi anh tụ tập bạn bè đồng nghiệp, anh không bao giờ dẫn tôi theo. Ngay cả sinh nhật bạn của anh, ai cũng dẫn theo người yêu, dẫn theo vợ. Còn anh thì chưa bao giờ mở miệng gọi tôi đi. Ngoại trừ những đám cưới hỏi, ma chay ở quê, tôi bắt buộc phải có mặt thì anh mới đưa tôi đi cùng. Tuy nhiên điều khiến cho tôi lăn tăn nhiều hơn, đó là Lượng chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Hai chúng tôi là vợ chồng son, nhưng có khi cả tháng mới làm một lần. Thậm chí, nhiều khi tôi chủ động, anh ấy còn lấy cớ là mệt mỏi này kia và còn đẩy tôi ra. Rồi anh quay lưng lại với tôi, anh lại cầm cái điện thoại nghịch và sau đó giả vờ ngủ. Chỉ những lúc tôi vùng vằng quá, anh mới ậm ừ làm, nhưng làm chẳng có tí cảm xúc nào. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yêu chồng mình nhiều hơn, trong khi anh đối xử với tôi lúc nào cũng hời hợt. Nếu không vì tôi cầm tiền lương của anh, thi thoảng anh mua cho cái này cái kia, thì tôi nghĩ hai đứa chính là người dưng, chứ không phải là vợ chồng. Trong khi tôi cố gắng vun vén thì Lượng lại không mảy may quan tâm. Anh vẫn cứ thế, nửa chiều chuộng, nửa hời hợt. Lúc anh cho tôi cái cảm giác tôi là người vợ được chồng yêu thương nhất, nhưng có lúc anh lại khiến cho tôi chưng hửng vì mình bị hắt hồi. Tôi thật không hiểu nổi chồng của mình. Nhưng áp lực lớn nhất là gia đình hai bên liên tục đòi hỏi chúng tôi chuyện con cái. Lượng là đàn ông nên cũng gạt đi là xong. Còn tôi, ai nấy đều nghĩ chuyện này là do tôi, nghĩ tôi là có vấn đề. Tôi bối rối lắm, chẳng biết phải nói như thế nào. Không lẽ lại nói rằng vì chúng con không có làm chuyện vợ chồng với nhau? Tôi cũng cố thử rất nhiều cách để cải thiện tình cảm vợ chồng, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Hôm gần đây tôi lấy hết can đảm chia sẻ với cô em chồng về vấn đề mình gặp phải. Nó mới sửng sốt, nói với tôi. Bình thường em thấy anh Lượng đi đâu
cũng mua quà về cho chị mà. Tuy là anh em có hơi khô khan, nhưng em nghĩ là anh nhà em yêu chị lắm. Sao anh ấy lại không hứng thú chuyện chăn gối nhở? Chị chả biết. Chị thử nhiều cách lắm rồi, nhưng anh Lượng không thèm quan tâm. Cứ lúc chị chán nản, giận dỗi thì anh ấy lại dỗ dành bằng vật chất. Khi chị cố sán vào, anh ấy lại đẩy chị ra. Anh ấy khó hiểu lắm. Sau một hồi chút hết tâm tư với cô em, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Em chồng cũng là đứa tâm lý, cũng hiểu chuyện, nên tôi được an ủi phần nào. Con bé cũng nói rằng sẽ kể với mẹ chồng để họ đừng tạo áp lực thêm cho tôi chuyện con cái. Ngoài ra nó cũng gợi ý cho tôi là thử thay đổi nội y, rồi đồ ngủ, mua nước hoa hoặc là tinh dầu thơm, trang trí lại góc phòng ngủ, xem là Lượng có thay đổi không. Nó còn chắc như đinh đóng cột rằng: vợ chồng em ấy à, thi thoảng thuê phòng bên ngoài đổi gió đấy, vì không gian nó thơm, mới mẻ, khiến mình có cảm hứng hơn. Chị cứ thử áp dụng xem sao. Tôi đã nghe lời em chồng, tôi đi mua một chiếc váy ngủ, có như không có, rất là gợi cảm. Tôi nghĩ phô ra cái vóc dáng nóng bỏng này sẽ khiến chồng động lòng. Và tối hôm ấy tôi đã về sớm nấu cơm và nấu những món mà anh thích, bày biện nến, hoa lung linh rồi nhắn cho anh về sớm. Nhưng anh chỉ ậm ừ nói xem thế nào vì sợ có việc bận. Quả nhiên, tôi chờ tới 9 giờ tối mới lủi thủi đi ăn cơm nhưng anh chưa về. Tôi vẫn cố gắng nghĩ theo một hướng tích cực. Tôi tắm gội thơm tho, mặc bộ đồ ngủ gợi cảm đó. Và phải gần 12 giờ anh mới lục đục trở về. Người anh nồng nặc mùi rượu, bước đi thì siêu vẹo. Thấy anh đi liêu siêu, tôi chạy ra đỡ. Lượng ôm lấy tôi rồi chạm tay vào mặt vợ vô cùng nhẹ nhàng. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy trìu mến. Thật sự là rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy vẻ mặt si mê này của anh. Anh đã ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi bỗng thấy rất vui, mọi giận hờn trong tôi như bay biến hết tất cả. Rồi tôi chủ động kéo anh vào giường. Hai người lao vào nhau như chưa từng được làm chuyện đó. Tôi cảm thấy đây mới chính là chồng của tôi, là người mà tôi mong ngóng thay đổi từ trước tới nay. Nhưng trong lúc tôi đang lâng lâng thì anh bất ngờ gọi tên một người con gái khác. Anh gọi tới vài lần và tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi choáng váng lắm, dù anh giấu nhưng qua nhiều người tôi biết đây là tên người yêu cũ của anh. Cô ta đi lấy chồng trước khi chúng tôi kết hôn 8 tháng. Hụt hẫng, tổn thương, tôi tức giận, hất anh ra ngã sõng xoài trên đất rồi đi thay đồ. Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Không ngờ sau bao nhiêu thời gian anh vẫn còn tư tưởng đến cô ấy. Dù lấy tôi nhưng trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô ấy. Thảo nào anh lại hờ hững với tôi. Nếu còn yêu cô ấy, tại sao anh ấy lại đồng ý kết hôn với tôi? Sáng hôm sau anh tỏ ra chẳng nhớ gì. Tôi tức giận, nhắc lại thì anh ra sức giải thích rằng chỉ là vô tình gọi tên, chứ không phải vì nhớ nhung gì cô ấy. Nhưng mà tôi nghĩ vì hôm qua anh quá say nên mới lầm tưởng tôi là người yêu cũ của anh, nên mới có cảm xúc làm chuyện đó với tôi. Nếu trong đầu không nghĩ về họ thì làm sao lại gọi tên họ trong lúc say được. Trong lòng tôi thực sự rất buồn, càng ngày càng cảm thấy hoang mang về cuộc hôn nhân của mình. Tôi không biết phải làm sao. Tôi không thực sự không biết rằng chồng có yêu tôi không. Và tôi thực sự rất yêu chồng của mình. Tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân khi tôi chỉ là một người thay thế, hình bóng của người yêu cũ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên với. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và đúng là một người phụ nữ vì gia đình, vì tình yêu mà cố gắng hàn gắn tất cả mọi thứ để giữ trái tim của người chồng của mình, đúng không ạ? Đúng là sau khi lắng nghe cái tâm sự này thì Tâm An cảm thấy là có thể cái lúc ban đầu anh và chị đến với nhau không hẳn là tình yêu, chỉ là gặp gỡ đôi ba lần như vậy, tìm thấy sự đồng cảm của nhau, giống như là những người bạn tri kỷ vậy, chứ không phải là tình yêu ở đó. Và nếu như một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì chắc chắn nó sẽ không bền vững được.
Tâm An xin chia sẻ với chị một câu như thế này. Tâm An đã được đọc ở trong một cuốn sách của nhà tâm lý học. Đó chính là anh ấy cho rằng là những người đàn ông ấy, họ luôn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim cho người yêu cũ hoặc là mối tình đầu của họ. Và họ luôn chôn chặt họ ở trong đó. Họ luôn chôn chặt cái người con gái ở trong đó. Nhưng mà tới lúc mà họ lấy vợ, kết hôn và có con ấy, thì họ sẽ quên đi cái người đó. Họ để trong một góc trái tim và họ mang theo đến lúc mà họ xuống mồ. Chứ không bao giờ họ mang cái người cũ ra để gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Đó là những người đàn ông chân chính, những người đàn ông đáng mặt đàn ông. Còn nếu như những người đàn ông mà lấy một người phụ nữ về để thay thế người yêu cũ của mình, đó chính là những người đàn ông rất là hèn nhát. Họ dám làm nhưng lại không dám chịu. Chắc có thể là cái khoảng thời gian đó anh ấy đang thất tình và anh ấy đã tìm thấy chị để kết hôn với chị, để có thể mong rằng là khỏa lấp đi cái hình bóng của cô người yêu cũ. Nhưng mà thời gian thì lại không thể làm xóa nhòa được tất cả mọi thứ như vậy. Người ta thường nói cái câu là cái gì? Tình chỉ đẹp chứ còn tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đúng không ạ? Và anh ấy đang cứ lầm tưởng rằng là cô ấy mới là người mang hạnh phúc cho mình và không nhìn thấy rằng cái hạnh phúc nó đang ở trước mặt mình. Cuộc hôn nhân của mình đang sắp tan vỡ mà lại không biết dừng lại để mà nâng niu nó. Thì Tâm An xin được không biết phải nói như gì, chả nhẽ lại đi khuyên là chia tay. Nhưng mà Tâm An có ba cái điều này muốn nói với chị. Thứ nhất là chúng ta chấp nhận. Thứ hai là chúng ta sẽ sống chung với cái sự chấp nhận đó. Và nếu như chúng ta không sống chung được thì chúng ta hãy bước đi. Đó là những gì Tâm An muốn nói. Và việc đầu tiên có thể là chị và anh ấy hãy ngồi lại với nhau để nói chuyện. Nếu như mà không thể nói chuyện thì chúng ta mới có thể quyết định những cái quyết định mà mang lại cái sự đau đớn nhất cho cuộc hôn nhân này. Tâm An rất là mong chị có những quyết định sáng suốt nhất dành cho mình. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe cái tâm sự này thì Tâm An rất mong quý vị khán thính giả hãy cùng chia sẻ với chị khán thính giả của chúng ta để chị ấy có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất cho cuộc hôn nhân của mình. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì thời lượng phát sóng của chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.